Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ Hai, ngày 11 tháng 6 năm 2018. Đến với chương trình Bản tin Hoa Thịnh Đốn gồm có phần 1 là phỏng vấn đặc biệt với mẹ của sinh viên cao học William Anh Nguyễn đang bị bắt tại Việt Nam vào ngày Chủ nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2018, sau khi có mặt trong cuộc biểu tình tại Việt Nam. Và trong phần 2, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự biểu tình tại New York và Washington DC. Để mở đầu, Tường Vi xin kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt do Võ Thành Nhân thực hiện với chị Vicky Nguyễn. Vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình hàng loạt đã được xảy ra tại Việt Nam. Các cuộc biểu tình để nhằm phản đối dự luật an ninh mạng và đặc khu kinh tế được coi là làm lợi cho Bắc Kinh. Nhiều người đã xuống đường biểu tình tại Việt Nam hôm Chủ nhật. Một trong số họ lo sợ dự luật này sẽ cho phép Trung Cộng thâu tóm lãnh thổ Việt Nam. Các đoạn video, livestream và nhiều hình ảnh đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy đây là cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay, từ Hà Nội cho đến Sài Gòn cùng các thành phố khác. Các cuộc biểu tình đã mang những biểu ngữ chống Trung Cộng hoặc hô vang những khẩu hiệu nói không với Trung Cộng cúp khỏi Việt Nam. Truyền thông nhà nước đưa tin Việt Nam đã có kế hoạch thông qua luật cho phép mở 3 đặc khu kinh tế, một tại phía Bắc tên là Vân Đồn, một tại khu vực miền Trung Bắc Vân Phong và phía Nam là đảo Phú Quốc. Các nhà đầu tư ở nước ngoài sẽ được ưu đãi cho phép thời hạn thuê đất lên đến 99 năm. Mặc dù dự thảo luật không đề cập đến Trung Cộng, nhưng người Việt Nam phản đối kịch liệt và lên án dự luật này sẽ cho phép chính phủ đem lại lợi thế cho các nhà đầu tư Trung Cộng. Các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật được cho là lớn nhất kể từ sau các cuộc biểu tình năm 2016 phản đối nhà máy thép Formosa đã thải chất độc ra biển và gây ô nhiễm hơn 200 km dọc theo bờ biển Việt Nam. Theo Dương Đại Triều Lâm, một người tham gia biểu tình tại Sài Gòn, nói với Financial Times qua một tin ngắn là dự luật lập đặc khu kinh tế 99 năm sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia của chúng tôi và tạo điều kiện lãnh thổ Việt Nam rơi vào tay Trung Cộng. Ông Lâm cho biết, hàng ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình. Ông đã biểu tình tại trung tâm quận 1 Sài Gòn và ở quận 1 Bình Tân, nơi gần phi trường quốc tế. Ông nói, cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người tham gia biểu tình. Đặc biệt, cuộc biểu tình tại quận 1 ước tính có đến 2.000 người tham gia. Ông nói, ít nhất là 10 người bạn của ông đã bị bắt. Ông Nguyễn Minh Hiền, một người dân khác, chia sẻ, chính quyền không bảo vệ quốc gia và nhân dân thì chúng tôi sẽ đứng lên để bảo vệ đất nước của chúng tôi. Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa đưa ra một lời bình luận nào hôm Chủ nhật. Các cuộc biểu tình khác cũng được nổ ra rất là lớn ở tại các khu khác như là Nha Trang và Nghệ An. Tiếp theo thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị cái quan tâm của một người mẹ, cái quan tâm của một cái người Việt Nam bình thường thôi đối với đứa con khi mà trở về Việt Nam, đặc biệt đứa con này rất là thương mến Việt Nam. Đứa con này thật sự muốn giúp Việt Nam nên mới trở về Việt Nam sau khi mà đi du học ở tại Singapore, được một cái học bổng của Lý Quang Diệu. Sau khi mà em cũng đã học xong rồi, tốt nghiệp, sắp tới đây tháng 7 này thì em sẽ có một cái lễ ra trường rất là lớn ở tại Singapore. Và em là một những người của class 2018 sẽ có những cái bài diễn văn quan trọng. Thì sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi để nhằm tìm hiểu về cái sự việc như thế nào đối với lại cái vấn đề mà khi mà William Anh Nguyễn bị bắt vào hôm Chủ nhật vừa qua. Chúng tôi trước hết xin kính mời quý vị theo dõi cái cuộc phỏng vấn của chúng tôi bắt đầu với lại chị Vicky Nguyễn. Trước hết xin được kính chào chị Vicky. Trước hết chị Vicky có thể cho biết rằng lý do nào mà William đã có mặt tại Việt Nam và thưa chị? William thì đang học ở bên Singapore, mới vừa lấy xong cái bằng Master về Public Policy ở bên Singapore. Thành ra William tới ngày 14 tháng 7 này sẽ là ngày lễ khai trường, lễ mãn khóa. Trong khi chờ đợi chị sẽ qua bên đó thì William nói thôi bây giờ bển William cũng đi qua Việt Nam chơi, với lại cũng có thể coi có cái gì làm bên đó để mà dạy học hay là cái gì đó. Thì cũng có cái dịp này thì William cũng vô cái vụ biểu tình thì chị cũng không biết, nhưng mà tới chừng mà nghe bị bắt á, thì trên Facebook của em mới đưa ra những cái hình rồi này kia, mới là
chị mới là biết là em đã bị bắt như vậy đó. Và khi mà biết tin em William bị bắt như vậy đó, thì cái phản ứng đầu tiên của gia đình thì như thế nào, dạ thưa chị Vicky? Hết hồn. Thì chị cũng cố gắng liên lạc với những người, thì lúc liên lạc được với một cái anh đó, thì ảnh nói là sáng đó thì William với ảnh đi tập thể dục rồi chung với nhau, thì mới là đi ra cái đoàn biểu tình đó, thì William cũng ra đó thì cũng đi trong cái đoàn biểu tình, nhưng mà William thì cái tánh của William thì rất là thương Việt Nam. Thành ra William hồi nhỏ học về specialist về Á Châu rồi này kia, thành ra William cũng có cái ý tưởng là rất là thương dân ở bên bển, thành ra cũng vô trong cái đoàn biểu tình, thì mình nghĩ là như vậy. Chị Vicky có thể cho biết thêm là em William bị bắt vào lúc nào, giờ hôm ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 6 năm 2018 vậy thưa chị? Khoảng 2 giờ, nếu mà cái Facebook nó stop lúc đó thì chị nghĩ là khoảng 2 giờ khi mà bắt đầu ra tin tức, cái chị em mấy đứa bạn, mấy người bạn đó đưa lên tin tức đó, thì chị nghĩ là lúc đó là khoảng 2 giờ. Và sau khi bị bắt thì em bị đưa đi đâu và tình trạng giam giữ hiện nay như thế nào vậy thưa chị? Họ đem, mình biết được cái địa chỉ thì họ đem về là cái phường 13 quận 3. Thì mình có nhờ những người quen ở bên bển hay là bạn bè của nó đó, thì tới cứ update trên Facebook cho biết là gặp nó làm sao làm sao gì đó. Thì ban đầu cái người bạn mà đi chung đó, thì khi mà họ bị thấy William bị bắt thì họ rất là sợ, tại vì thấy máu me nhiều quá mà họ bị cản lại nữa, thành ra họ mới quản hồn chạy lại tòa lãnh sự của Mỹ mới xin cầu cứu. Khi mà chị nói chuyện được với cậu đó thì cậu đó nói: cô ơi, bây giờ làm sao chứ, con thấy cái vết thương của Will nặng lắm, bây giờ làm sao chứ, để không thôi có bị cái gì nữa thì vô trong đó là còn bị đánh thêm nữa thì là mệt lắm đó. Thì lúc đó thì bắt đầu hơi bị khủng hoảng rồi, thành ra cứ nhờ cũng như bạn bè người thân bên đây thì phụ nhau lo. Thì cũng có người cũng gửi người thân bên bển tới thăm. Thì lúc đó thì nói là Will ngủ, thì không biết ngủ hay bị bất tỉnh, thì mình trong đầu mình cũng sợ nữa, thành ra đợi phải chờ tới sáng hôm sau thì cũng có người gặp được Will, thì nói là thì cũng ok, nói là cái vết thương cũng không đến nỗi nào lắm, thì xây xát ở bên tay rồi này kia thôi, đem bánh mì rồi vô cho Will ăn. Thưa chị Vicky, em William có gửi được thư hay là lời nhắn về cho người thân trong lúc mà bị bắt giam hay không vậy thưa chị? Hoàn toàn không có gì hết, nói gì được với gia đình không có liên lạc được chị, gia đình không biết cái phone trong 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 người còn không nữa. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng em William là có quốc tịch Hoa Kỳ, sinh ra ở Mỹ, do đó nên khi bị bắt giam như vậy thì không biết là chúng ta có được người Hoa Kỳ giúp như thế nào, nhưng mà theo luật lệ thì trong vòng 72 tiếng, những người có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là những công dân Hoa Kỳ khi mà bị bắt ở tại các quốc gia như vậy thì sẽ có cái sự can thiệp của tòa đại sứ. Nhưng mà riêng về tình trạng của em William thì chị Vicky có thể cho biết rằng hiện nay chị có tin tức gì về William không vậy thưa chị? Nghe nói là có bị phạt. Tại vì có nói cô con gái của chị mới nói cho biết là cũng như là có đóng phạt cái gì đó. Thì có người bên đó đóng cho, thì thật sự mình không biết chính xác là ai, chắc những người thương nó thì cũng phụ nó vậy đó, mà nói là đóng phạt rồi mà vẫn không hiểu tại sao nó chưa được thả, thì chỉ nói như vậy thôi. Còn bây giờ mình không biết, không có liên lạc được với nó, mà cũng không, nó không gọi được, mà mình cũng không gọi nó được. Và có một cái điều mọi người cũng đang lo là về vấn đề khả năng Việt ngữ của William thì như thế nào, và hy vọng em có đủ cái sự hiểu biết để mà ký vào những cái giấy tờ để mà nó không tạo ra những cái bất lợi sau này cho chính em. Chị có biết có cách nào để mà giúp em khi mà chúng ta đặt cái vấn đề này ra trở thành một vấn đề có thể là có lợi hay bất lợi sau khi mà ký một số giấy tờ khi mà chúng ta ở trong một đất nước cộng sản đó vậy thưa chị? Nếu mà hiểu thì hiểu, nhưng mà chỉ sợ là lúc đó em không sáng suốt thôi, bị thương như vậy đó, chỉ sợ là sợ như vậy thôi. Em ký trong cái khi mà em bị giống như là đau đầu hay cái này cái kia mình không biết được. Còn nếu mà nói về hiểu tiếng Việt thì William rất là rành, tại vì William có thể dịch sách được mà. Và kính thưa chị, hiện nay thì chị và gia đình đã có liên lạc với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn hay là đại sứ quán tại Hà Nội chưa? Mình chưa có liên lạc gì với ai hết á. Lãnh sự, con nhỏ gái mình thì nó có gọi đại sứ ở ngoài Hà Nội rồi, nó có nói chuyện ở bên bển rồi, chứng như nó report hết rồi. Thì cũng có liên, nhỏ gái mình nó làm cái chuyện đó. Và riêng về vấn đề pháp lý thì gia đình có chuẩn bị về vấn đề bảo vệ pháp lý cho em William, và cái chuẩn bị đó sẽ như thế nào vậy thưa chị?
Dạ cũng 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 bây giờ cũng chưa có nghĩ tới, tại vì nói thật global quá, đầu óc mình cũng cũng lo quá, thành ra cũng chưa không biết là phải làm sao nữa đó. Thì luật sư bên kia thì mình hoàn toàn mình không biết gì về bên đó hết, thì không biết phải làm sao nữa. Kính thưa vị, vào đến giờ này thì chúng tôi được biết rằng là do sự liên lạc rất là thường xuyên với lại người trong nước, thì chúng tôi được biết rằng là hiện nay họ đã đưa em ra khỏi cái nhà giam mà họ đã nhốt vào ngày Chủ nhật vừa rồi và đi một cái nơi khác, và đã được biết rằng là người nhà hoặc là người bạn bè đã đóng tiền phạt cho em, nhưng mà hiện nay em vẫn bị câu lưu và không biết cái nơi đó là nơi nào. Khi nào chúng tôi có tin tức mới, chúng tôi sẽ cập nhật cùng quý vị. Võ Thành Nhân xin được kính chào.